mặc nó lại không bị lủng thủng như này, nó vừa gọn gàng và có thể an toàn cả ngày, giữ cái form nó không bị lộ bụng này và nó không bao giờ có những cái vết ngang ở phần hông của mình nhá. Thì cách mặc như thế nào? Có một bạn gọi chị ơi, chị cắt cho em áo dài nó savin nó cứ bị tuột. Đây là cách mình mặc thứ nhất, là mình chỉ cho ở lớp ngoài thôi, savin lớp ngoài, chưa vào cái lớp trong cùng. Thì cái này á, bây giờ mình ăn no nhé, mình ăn no thì nó còn đỡ, nó còn ôm. Thế đến lúc mà mình tầm khoảng 3 tiếng nữa bắt đầu là nó lỏng, đúng không? Nó lỏng thì cái quần này, cái vòng này nó sẽ lỏng lẻo, thì nghiễm nhiên là cái áo này này nó sẽ bị dỡ cử động và nó sẽ thùng lên đi. Những bạn nào mà to béo ấy, càng bùng ấy thì càng người lại càng ngắn, đúng không? Càng ngắn xong nhìn càng luộm thuộm và áo dễ tuột hai bên này, bởi vì áo sơ mi thường rất hay may đuôi tôm cho nên nó sẽ tuột hai bên cạnh lên. Thì cách mặc như thế nào, mặc nó lại không bị lủng thủng như này, nó vừa gọn gàng và có thể an toàn cả ngày? Mình cho áo vào hết phần quần nhỏ bên trong, kéo căng căng áo ra nha, thấy cái độ nhún nó đều như này này. Cái quần bên ngoài có sộc sạch đến mấy thì không hề ảnh hưởng đến cái phần áo sơ mi bên ngoài. Lúc đo no lúc đó không sao, nhưng mà quần phải mặc đến ngang rốn nha. Quần của quần nhỏ của mình phải mặc đến ngang rốn, như vậy thì nó sẽ giữ áo rất là tốt, chứ mặc ở dưới này không có tác dụng. Chị em mặc quần cặp cao sẽ ghen bụng tốt và vừa có tác dụng giữ phần áo sơ mi của mình. Mặc như này nhìn rất là gọn, những bạn nào không muốn cái áo nó quá thụng thì cứ mặc cách này nhìn rất là gọn luôn. Đấy, quan trọng nhất là các bạn mặc đồ ấy phải kiếm những cái quần ghen cặp cao ngang rốn. Đấy thì giữ đồ rất là tốt, giữ cái form nó không bị lộ bụng này. Đấy. Và nó không bao giờ có những cái vết ngang ở phần hông của mình nhá. Không bao giờ lộ những cái vết ngang, kể cả mình có mặc ôm mấy chăng nữa, nó không lộ. Quần rất là đẹp. Dạng quần nó ôm cả phần đùi này, nó dài đến đây. Cái vành đấy, nó đi theo cái vành giống như là quần yếm ấy, kiểu quần hến ấy, đấy. Trong mình mặc sẽ rất là xinh, quần chẽn, gọi là quần chẽn chứ không phải quần tam giác. Quần tam giác mặc nó hay bị lằn. Nếu các bạn mặc vải mỏng nó sẽ lằn nhá. Còn những cái loại vải dày thì không nói gì, những cái loại phồng như này mình không nói gì. Đấy. Mặc những cái dạng quần quần chẽn. Áo này là áo có thể mặc được hai kiểu, trần vai xinh quá nhỉ, màu vàng đẹp quá. Tơ vàng không lộ nhỉ.